bạn, tôi là Dương Văn Đức, là người quản lý sản phẩm trang siêu thị trực tuyến Coraeshop24h.com. Trong video ngày hôm nay thì Văn Đức sẽ chia sẻ với bạn 6 yếu tố để giúp bạn có thể chọn mua được sản phẩm cao linh chi gold Hàn Quốc ở đâu uy tín. Thứ nhất, đó là nơi bán hàng phải có địa chỉ rõ ràng. Thứ hai, nơi bán hàng đó phải là nơi bán hàng lâu năm, có nhiều phản hồi tốt của khách hàng. Thứ ba là phải có đội ngũ chuyên gia tư vấn về sức khỏe, tư vấn về sản phẩm cũng như cách thức sử dụng của sản phẩm và phải đồng hành cùng với bạn trong suốt quá trình sử dụng. Thứ tư, nếu bạn ở xa thì bạn có thể kiểm tra hàng trước khi trả tiền. Nếu như nơi bán hàng đó không cho bạn kiểm tra hàng trước khi trả tiền thì có thể sản phẩm của họ là hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng. Thứ năm, nếu như bạn ở gần thì tốt nhất bạn nên qua nơi bán hàng đó để mua hàng trực tiếp để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất từ nơi bán hàng. Thứ sáu, đó là nơi bán hàng đó phải cam kết hoàn tiền nếu như sản phẩm của họ là hàng nhái, hàng giả, hàng kém chất lượng. Vừa xong thì Văn Đức đã chia sẻ với bạn 6 yếu tố để giúp bạn có thể chọn mua được sản phẩm cao linh chi gold Hàn Quốc ở đâu uy tín nhất. Để biết thêm thông tin về cao linh chi gold Hàn Quốc, mời bạn truy cập vào kênh YouTube của chúng tôi. Chúng tôi đã làm một bộ gồm 5-7 video nói rất rõ về cao linh chi gold Hàn Quốc. Hoặc bạn đã dùng và cần mua cao linh chi gold Hàn Quốc thì bạn hãy liên hệ ngay từ số điện thoại 0976148590 để được hỗ trợ mua hàng nhanh nhất. Mời bạn truy cập trang web coraeshop24h.com theo đường link để dưới phần mô tả của video để cập nhật những sản phẩm tốt nhất, chất lượng nhất của Hàn Quốc. Với tiêu chí hoạt động của chúng tôi, chất lượng là uy tín nên khi nhận hàng từ coraeshop24h.com, bạn thể yêu cầu kiểm tra hàng trước khi trả tiền. Đồng thời trong suốt quá trình sử dụng, nếu bạn phát hiện ra sản phẩm của chúng tôi là hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng thì bạn có thể hoàn trả lại hàng cho chúng tôi và chúng tôi sẽ hoàn toàn bộ lại tiền cho bạn. Cảm ơn bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại bạn ở những video tiếp theo.